Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma bước đi làm sao để cẩn thận khi vừa song song chú ý hơi thở và bước đi. Cái này giống như ngày đầu tiên sư có nói rồi, cái kỹ thuật đó, nó giống như là một người tử tù bưng một cái chén dầu đầy đi ra pháp trường. Khi anh đi như vậy đó, nếu như mà chén dầu nó bị đổ thì anh sẽ bị tử hình. Thì như vậy đó, anh đi một cách cẩn trọng, làm sao không có đổ chén dầu. Thì anh sẽ vừa phải tập trung vào chén dầu, vừa phải cẩn trọng trong bước chân. Thì khi chúng ta đi thiền cũng vậy, chúng ta vừa cẩn trọng quan sát đối tượng thiền của mình, chúng ta vừa bước đi. Kỹ thuật là như thế, không có khác nhau. Bạch sư cho con hỏi, bài hòa thượng giảng hôm qua có nói ngài Anuruddha biết được hai vị kia cũng chứng đắc đạo quả là do chư thiên báo, làm sao chư thiên có thể biết được ai đã chứng đắc đạo quả? Phải nói là chúng ta không ngờ tới một chuyện á, là mỗi lần mà có một người chứng đắc đạo quả là lớn chuyện lắm, một vị chứng A La Hán lớn chuyện lắm. Khi đó đó trái đất rung động và chư thiên á, đồng loạt sa thú và quay về đảnh lễ vị đó. Nó là một cái sự kiện rúng động toàn bộ cảnh giới chư thiên, chứ nó không phải là một sự kiện đơn giản thông thường đâu. Cho nên thứ nhất là những vị trời đã chứng quả A-la-hán mà các vị chưa có niết bàn, ví dụ như các vị sanh về cảnh giới chư thiên, sau đó các vị đó tu tập và chứng đạo quả A-la-hán chưa niết bàn là một. Cái thứ hai là khi đó trái đất rúng động, thì do hai cái sự kiện này cho nên là những cái vị mà phàm cứ ngó theo đó thì sẽ biết được là một vị đã chứng A-la-hán. Cái câu thứ hai đúng gãi đúng cái chỗ ngứa của sư. Bạch sư, trong bài sám hối xin phước Phật tụng hàng ngày có đoạn: phước mà con đã làm xin ngài nên tùy hỷ, phước mà ngài đã làm xin ngài cho đến con. Cho con hỏi câu này mình nên hiểu như thế nào? Đức Phật đã nhập niết bàn rồi, làm sao ngài tùy hỷ với phước của mình được? Không ấy thôi mình khỏi tụng bài này đi. Tại sao nghe sư thấy nó cũng hơi kỳ. Nhưng mà tại kinh tụng á, như sư nói có một số kinh tụng sư nghe sư không dám tụng. Đó là như vậy nè. Thứ nhất là sư không biết là cái bài này nó có căn cứ Bali hay không. Mà cái Bali đó thì sư
chắc cú là cái Pali được sáng tác sau này nếu có. Và lần phước mình đã làm, xin Ngài nên tùy hỷ. Giống như mình kêu Ngài phước làm cho Ngài tùy hỷ đi. Nó hơi kỳ, cái bối cảnh nó hơi kỳ. Thực tế là đúng, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, làm sao mà Ngài tùy hỷ phước với mình? Và hơn nữa, mình là cái gì mình kêu Ngài tùy hỷ phước với mình? Nó kẹt như thế. Và phước Ngài đã làm, Ngài cho phước mình cũng không được. Nhớ giùm, phước không có ai cho ai hết trơn. Chỉ có mình tùy hỷ những cái công hạnh, những cái đức hạnh, những cái phước lành Ngài đã làm thì mình được cái tùy hỷ phước. Thế thôi. Còn cái sự kiện mà chi phước, hồi hướng phước á, thì khi nào mình là cái loại chúng sanh nhận phước hồi hướng, tức là mình là cái loại ngạ quỷ á, thì khi đó mình mới nhận phước. Nhưng nhận là nhận ngay cái thời điểm hiện tại khi mà họ cho phước. Xin lấy ví dụ, bây giờ sư có cái bánh, sư thấy cái cô áo trắng bên đây, sư lấy thôi bây giờ cái bánh cô ăn đi. Thì cái bánh hiện tại có, cô áo trắng cô lấy thì cô mới ăn được. Còn bây giờ sư nói cái bánh hồi năm trước, bây giờ cô lấy cô ăn đi, cô chịu thua chất quớt. Tại sao? Cái bánh hồi năm trước bây giờ nằm ở chỗ nào? Nó không còn nữa. Mình hồi hướng phước á, cái phước mình nhận và cái phước hồi hướng là cái phước mình vừa mới làm hiện tại này. Cái phước nó còn, nó có thực đó. Chứ còn nhân vật là Đức Thế Tôn, Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, Ngài nếu có hồi hướng phước cho chúng sanh thì Ngài cũng đã hồi hướng phước từ đời nào rồi. Bây giờ mình kêu Ngài cho là Ngài cho bằng cách nào, trong khi Ngài đã nhập Niết Bàn. Cho nên thì với cá nhân sư thì bài kinh này sư thấy nó chưa có được ổn lắm. Khi con tập trung để nghe sư giảng pháp thì trong đầu luôn có ghi nhớ và tư duy đến các việc liên quan, thì có những hành động khác như co tay co chân, vậy có gọi thức niệm không, đối chuyện như thế nào? Cái vấn đề là khi mà quý vị nghe pháp á, quý vị có chú tâm hay không? Nếu như quý vị chú tâm thì không có vấn đề gì hết ha. Còn hành động vô thức thì mình để ý thôi. Cái bài giảng hướng dẫn thiền hồi sáng ngày hôm nay, sự hướng dẫn quý vị cái gì? Tất cả mọi cử động lớn nhỏ mình đều có sự nhận biết, tức là mình có quyền kiểm soát cơ thể của mình. Tại sao cơ thể của mình lại có sự chuyển động mà mình không biết? Khi mà mình có sự chuyển động mà mình không biết thì đó là mình thất niệm. Mình phải có sự nhận biết trong toàn bộ cái cử động của mình. Phân biệt giữa tâm và ý là giống nhau như thế nào? Thực tế mà nói là tâm và ý nó là một thứ nha, nó là một thứ. Cho nên là nó khác và giống nhau như thế nào thì tùy mỗi một cái đoạn kinh, cái vị mà dịch, vị đó muốn sử dụng cái từ gì. Thứ nhất là mình phải đối chiếu cái từ Pali. Còn quý vị hỏi thì đó, cái từ Pali đó, đó có vị thích dịch là tâm, có vị thích dịch là ý, cũng thế thôi. Nhưng có đôi chỗ á, hai cái từ Pali á, người ta cũng xài có một nghĩa, do cái từ đó nó đồng nghĩa với nhau. Như là cái từ Chitta và từ Mana, có nhiều chỗ nó là đồng nghĩa với nhau. Thứ ba, con băn khoăn đại từ nhân xưng tôi và con trong kinh tụng. Khi tụng chúng con thường đọc con, nhưng nhỏ nhỏ thôi, xin sư chỉ dẫn thêm như thế nào cho hợp.
nó không có vấn đề gì hết. Ở trong thứ nhất là trong văn phạm Bali thì khi mà xưng chính mình á, thì nó không có những cái như là người Việt mình là tôi với con, hoặc là như trong tiếng Anh cũng vậy, I rồi me, những cái từ mà dạng xưng tôi thì cũng thế thôi. Chỉ có người Việt mình á, thì mình có tôi rồi có con, rồi từ đó là mình bắt đầu là mình băn khoăn, mình tự mình làm rộn và tự mình làm khó mình thôi. Thì cái cách mà dễ nhất á, là mình coi hội chúng tụng như thế nào mình tụng theo. Hội chúng tụng là tôi, mình tụng tôi, hội chúng tụng con, mình tụng con. Không vấn đề gì hết. Thí dụ như quý vị trong cái thói quen người Việt mình, khi mà mình tụng, mình nói chuyện với nhau mà mình có sự kính trọng đối với cái đối tượng á, thì mình sử dụng con, còn thông thường thì mình dùng tôi. Cho nên là cái cách tốt nhất, mình chỉ cần xem hội chúng vào thời điểm đó, hội chúng tụng cái gì mình tụng theo như thế. Thí dụ như tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, thì quý vị cứ tụng theo tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Còn nếu như hội chúng tụng con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, thì mình cứ tụng con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tránh cái chuyện là ở trên đây là con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, mà ở dưới là tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, nó không khớp nhau thôi, nghe nó hơi kỳ thế thôi. Cho nên đừng có đặt nặng vấn đề này quá. Có ai có câu hỏi này không? Mình hỏi có thể hỏi bên ngoài. Những cái câu hỏi liên quan đến phần trình pháp á, thì quý vị đến trình pháp liên. Nó như thế này nè, có những sự hướng dẫn khi trình pháp nó cho cái kết quả không có giống nhau. Của một người khi mà họ trình pháp, sư có thể hướng dẫn khác. Nhưng cũng một người trình pháp hỏi cái vấn đề tương tự, sư sẽ hướng dẫn khác. Do đâu? Do căn tánh khác nhau. Cho nên cái sự hướng dẫn là khác nhau. Có người đau chân nói với sư còn chịu không nổi, thì sư hướng dẫn họ chịu không nổi còn phải cắn răng ráng chịu. Mình hành thiền mình phải biết vượt qua chính mình. Nhưng có người khi mà hành thiền nói là con bị đau chân, sư nói đau chân đứng dậy đi thiền thôi. Thì nếu như hai người này mà ngồi gần nhau, họ sẽ nói sao sư tiền hậu bất nhất, người thì sư khuyên thế này, người sư khuyên thế kia đó. Rồi từ đó họ nói ông này chắc ông không biết dạy thiền, quý sẽ bối rối. Nhưng thực tế căn tánh khác nhau, mình sẽ cho cái kết quả khác nhau. Thành ra có những vấn đề khi mà trình pháp á, nên trình riêng chứ không có trình chung. Hôm bữa từng gặp một trường hợp, hai người đến trình pháp với sư, kết quả là sư nói hai anh lần sau không đi chung với nhau nhé. Sư tuổi về, tại cứ anh này anh hỏi sư trả lời xong anh kia anh nói ủa sao nãy sư trả lời con khác mà. Tại vì hai anh khác nhau nha. Rồi là con chỉ cần khi mà mình có thể thở thì không có thể ngồi thiền, thì nhưng anh thì không nói là cố gắng để mình vượt qua thế nào, mình chỉ mong mình không có kiểu như là lập luận hay là thay đổi tư thế. Thì khi mình ngồi có thân thì mình khi mà mình quán thân chân thân, khi quý vị ngồi yên thì cái gì nó chuyển động? Khi mình ngồi thi yên thì hơi thở chuyển động, thì như vậy mình quán hơi thở đó.
Nên nhớ hơi thở là trong cái đề mục quán thân. Khi mình ngồi yên, hơi thở là cái duy nhất chuyển động, thì mình quán thân thôi, mình quán hơi thở, ngó theo dõi hơi thở, đơn giản như thế. Dạ, kính bà sư, con có hai câu hỏi. Con biết, con một là thấy cái câu hạ sơn tác thái, bất hiếu nhà vi sư. Dạ, con cứ câu đó. Cái câu này để cuối khóa đi, nó cũng thú vị lắm, là để cuối khóa đi. Nó có một cái điểm khác như thế này. Sư đã từng gặp một vài vị thiền luân xa, nhiều vị á, khi mà thực hành miên mật tinh tấn, và sư được biết thì cho đến kết quả cuối cùng mà vị đó đạt được là sự liên loạn, sự mình gọi là tâm thần phân liệt, thể loại mà được bác sĩ chăm sóc đặc biệt riêng ở bệnh viện tâm thần. Còn thiền tứ niệm xứ mà khi chúng ta thực hành một cách miên mật, đúng đắn, thuần thục thì đi đến sự chấm dứt phiền não, đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng đạo quả niết bàn. Thành ra đây là hai cái điểm khác nhau rất lớn giữa thiền luân xa và thiền tứ niệm xứ. Những người mà thiền luân xa, thiền sai thì sư không nói, mà thiền đúng sư thấy họ có cái ảo giác lớn lắm. Và sư không phủ nhận cái chuyện mà họ thiền luân xa có một số cái gì đó, thí dụ như chữa bệnh hoặc những thứ đại loại như thế. Chỉ có điều là sư thấy sư đã gặp những người thực hành rất là tích cực và bây giờ cũng đạt được điều trị rất là tích cực. Xin thưa, đây là một cách diễn đạt ở trong văn phạm Pali. Thế thôi. Nó gọi là cái cấu trúc ngữ pháp, cái phong cách khi mà diễn đạt. Nhớ dùm nha, gọi là cái quán thân trên thân, tức là mình dùng cái tâm của mình, mình quan sát cái gì nó đang diễn ra ở trên thân của mình. Sư diễn đạt lại để cho quý vị dễ hiểu, tức là mình quan sát cái gì nó đang diễn ra ở trên thân của mình, thì đó là quán thân trên thân. Rồi chúng ta có bốn là quán thân trên thân: quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Tức là trong cái thân của chúng ta, chúng ta có đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, xoay tới, xoay lui đó. Rồi ăn, uống, nhai, nếm, tất cả các cử động thuộc về thân, thì chúng ta quán xem nó đang là cái cử động gì. Ví dụ trong toàn bộ các cử động thuộc về thân, thì lúc bây giờ chúng ta đang quan sát cái hơi thở. Hoặc là trong tất cả các cái cử động thuộc về thân, bao gồm thân ở ngoài và thân ở bên trong, bên ngoài thân và trong thân, tức là thân của mình và thân của người khác, thì mình đang quan sát cử động của tấm thân này.
tức là lúc bây giờ cái thân này nó đang đứng chứ không phải là nó đang đi, nó đang ngồi chứ không phải là nó đang nằm. Tức là trong một nhóm tất cả các cái cử động thuộc về thân ấy, thì mình đang quan sát nó đang là cử động gì. Quán thọ trên các thọ cũng vậy, mình quan sát trong tất cả các cái loại cảm thọ đó thì cái cảm thọ nào nó đang diễn ra. Hoặc quán tâm trên tâm là mình quan sát trong tất cả các cái loại tâm thì cái tâm gì nó đang diễn ra. Và tương tự đối với quán pháp trên pháp, sư chợt nhớ đến một cái vấn đề. Quý vị tránh, mình gọi là tự mình làm khó mình, tự mình làm cho mình bối rối, tự mình phân liệt chính mình. Đó là sao? Mình đang quan sát cái tâm thân này, đang quan sát, đang đi, đang quan sát, thì mình lại khởi một cái suy nghĩ là mình đang quan sát là sự quan sát cái chuyện mình đang đi. Tức là họ biết là họ biết là họ đang đi. Họ nghĩ là nó có hai cái loại tâm. Một là cái loại tâm quan sát cái chuyển động đang đi, và cái loại tâm thứ hai là cái tâm quan sát cái tâm mà quan sát cái anh đang đi đó. Cái đó tự mình làm khó mình, tự mình làm cho định của mình nó bị dao động, tự mình làm cho định của mình nó bị nhiễm mô. Tại sao? Tại vì cái dòng tâm á, nó rất là nhanh, tâm mình nhanh lắm, mà mỗi mỗi một sát na thì chỉ có một tâm sanh khởi thôi, và nó chỉ biết một cảnh thôi. Nhưng mà do nó rất là nhanh cho nên mình cứ nghĩ là mình biết được nhiều cảnh, nhưng thực tế mình chỉ biết có một cảnh. Ví dụ ha, mình vừa, quý vị có bao giờ quý vị mà vừa bấm điện thoại, bấm điện thoại mà vừa coi tivi không? Ví dụ mình vừa đang coi tivi, vừa coi tivi bấm mở tin nhắn, bấm điện thoại, mình cứ nghĩ là mình vừa coi tivi mình vừa bấm điện thoại, nhưng thực tế cái tâm mình bấm điện thoại là khác. Mà khi sau đó khi mà mình coi tivi là cái tâm ngó điện thoại nó mất rồi. Nhưng mà mình tự làm khó mình bằng cách tâm mình á, mình nhảy liên tục điện thoại tivi, điện thoại tivi, điện thoại tivi, điện thoại tivi, nó làm cho mình bị phân tâm. Nó dẫn đến cái chuyện gì? Tivi phát cái gì mình cũng không có để ý, mà điện thoại mình nhắn tin mình cũng không có tập trung. Không tin quý vị trả lời một cái câu nào đó đòi hỏi sự suy nghĩ á, mình sẽ thấy liền mình nhắn không có tập trung, mà tivi nó chiếu cái gì mình cũng không biết nữa. Nó làm cho mình bị bối rối. Thực tế thì tâm á, nó chỉ biết một cảnh thôi. Nhưng mà do tự mình làm rối, mình bắt nó phải quan tâm hai cảnh cùng một lúc, nó làm cho mình bị rối. Thành ra là mình tránh cái đó nha. Trong một sự kiện mình chỉ nên để tâm của mình tập trung vào một thứ thôi, đừng có tự mình làm cho mình bị phân tâm. Khi mình thiền, cái định mình đi vào nó sâu lắng hơn, quý vị sẽ thấy rất rõ cái này. Mình chỉ tập trung một món này, mình muốn ngó vào món khác là mình sẽ phải tập trung vào món kia, không thôi là cái tâm định của mình nó sẽ bị bối rối. Hạn chế cơn đói, vậy thì có đúng pháp
và lợi ích của việc ăn không xá giờ là gì. Tức là không ăn phi thời. Cái việc mình không ăn phi thời nó có cái lợi ích là gì? Thứ nhất, cơ thể mình nó nhẹ nhàng. Nếu mà quý vị bỏ suốt 10 ngày mà quý vị duy trì không ăn sáu giờ, chiều là mình không có ăn, mình sẽ thấy là cơ thể mình nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Cái thứ hai là mình sẽ tránh được cái nguy cơ bị bội thực. Rồi mình sẽ không có mất quá nhiều thời gian trong cái việc tìm kiếm thực phẩm, tích trữ thực phẩm. Mình không có bận rộn trong cái việc nấu nướng, thì từ đó đó mình có nhiều thời gian hơn cho việc thực hành chánh pháp. Thành ra đó, cái giới mà không ăn sáu giờ nó đem lại rất là nhiều những cái ích lợi. Quý vị để ý đi, mặc dù mình nói là mình cũng có uống, ví dụ như uống sữa hoặc là uống nước ngũ cốc, uống nước hoa quả, nhưng mà cái chuyện uống đó mình mất thời gian nó không có bao nhiêu hết trơn. Uống ly chừng có chút xíu, nhưng mà mình bắt đầu mình bày ra một cái tô đó, rồi bắt đầu mình ngồi mình ăn, thời gian mất rất là nhiều. Tuy nhiên do là hàng cư sĩ quý vị á, thì sẽ không có gọi là quá khắt khe. Chứ còn mà các vị tỷ kheo thì có một số cái loại nước đậu thì các vị đó cũng không có được dùng. Có một số cái loại nước ngũ cốc các vị đó cũng không có được dùng. Nhưng mà quý vị là cư sĩ, quý vị không phải là tỳ kheo, cho nên là mình chỉ áp dụng đến một cái mức độ vừa phải thôi. Như vậy là được rồi. Và quý vị thấy khi mà mình thọ một cái giới nào đó, mình cần hiểu được cái tinh thần của nó. Chứ còn mà mình thọ giới không ăn sáu giờ, mình sợ đói, rồi mình nóc cho một quay là cái thùng sữa, mình nóc cho một bụng ốc nóc thì xin thưa là sẽ thấy nó cũng không khác gì nhiều. Điều quan trọng là gì? Hãy cẩn trọng cái tâm tham của mình. Tâm tham của mình ngó gì chứ nó ghê gớm hơn mình tưởng rất là nhiều. Quý vị biết là sư không có ăn chiều, biết là nó quen. Có lần á, anh cư sĩ chở sư đi ngang qua một cái con đường ẩm thực, nó nấu hai bên mình nó phi đồ nó thơm phức. Sư chạy ngang nó chất quớt à, nó thiệt chạy ngang chất quớt à. Bao tử sư nó không có kháng nghị, nó không có báo, nó không có kêu đói gì hết trơn á, nó chất quớt à. Nhưng mà cái hồi mới tu á, nghe cái mùi gọi là cái mùi phi hành tỏi ở nhà kế bên là cái bụng nó quíu lại. Nhưng mà riết thời gian sau nghe nó chất quá. Tại vì cái tâm mình nó biết không có dành cho mình, mà không có dành cho mình là nó không có phản ứng gì hết trơn. Nhưng mà tới buổi sáng mình nghe, cũng nghe cái mùi đó, bắt đầu là tay chân nó rung, tại nó báo đói rồi, đói đói đói. Nhưng mà nếu như cái này sư cũng có trải nghiệm, nếu như buổi ngày hôm đó, buổi sáng hôm đó sư có chú ý sáng hôm nay nhịn không ăn, là tự nhiên có cái mùi thơm cỡ nào thơm, nó chất quớt đi ngang mình, nó chất quớt à. Vậy đó, mà nếu như mà mình có chú ý là mình ăn á, nghe cái mùi đó tự nhiên mình rụng rời tay chân. Do đâu? Do cái tâm của mình. Thành ra mình tránh để cho cái tâm mình đánh lừa mình. Cơ thể của mình thích ứng ghê gớm lắm, thích ứng ghê gớm lắm. Thậm chí
cho quý vị vô trong khóa thiền này một ngày không có ăn cái bữa mà nó như vậy đâu, cho quý vị ăn coi như là cơm trắng muối mè, mỗi người một nắm thôi. Sư nói mình tu là cần phải kiêng khem khổ hạnh, mỗi người chỉ cần một nắm cơm với muối mè tu 10 ngày, bảo đảm 3 ngày đầu quý vị than, chứ tới ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu quý vị ăn ngon lành bình thường không vấn đề gì hết. Thậm chí tới cuối khóa quý vị thấy trời không ngờ là mình có thể mình vượt qua được cơ thể của mình, nó ghê gớm, thích nghi được hết, khó khăn cỡ nào nó cũng thích nghi được, mà dễ chịu cỡ nào nó cũng thích nghi được. Thành ra là mình ráng nỗ lực, mình hiểu được cái tinh thần của giới thì nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ tránh cái trường hợp là mình hỏi uống gì, cái nước nào có uống được, nước nào có uống không được. Và buổi sáng sư có nói chánh niệm, con hiểu là chánh niệm đại khái là mình làm gì thì nhận rõ mình làm người, người ta mình làm người rõ mình người. Thế nhưng mình có cần ghi nhớ là mình đã làm người hay không, hay chỉ cần tạm thời để đấy mình nhận ha mà mình nhận rõ mình làm người được? Sư nghĩ là quý vị nhớ một cái câu kệ rất là nổi tiếng trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đội quân thần chết. Đó. Có nghĩa là chuyện quá khứ nó đã là quá khứ rồi, mình lo chú ý đến cái giây phút hiện tại này thôi. Rồi các bạn áo vàng bên trong. Mình ăn chắc như vậy đó, mà có cần phải tập hay là ăn theo hướng dẫn hay như sao, chứ mà mình ăn duy trì từ nhiều năm rồi. Quý vị cứ yên chí là các sư thì ăn cứ ăn như vậy nhiều năm trời mà mấy sư cũng không sao, cho nên là không có vấn đề gì đâu. Chỉ có một vài trường hợp đặc biệt, về trường hợp đặc biệt ví dụ như sư thì thể chất sư nó yếu, cho nên là trong cái khóa thiền này thì cái bao tử sư nó hơi quằn sư tí thôi. Chứ còn mình cứ duy trì thì tự nhiên cơ thể mình nó sẽ thích nghi, không có vấn đề gì đâu. Yên tâm. Thưa sư, cho hỏi là trước khi đi thiền và ngồi thiền có niệm gì không? Trước khi đi thiền và ngồi thiền có niệm gì không? Thì cái hôm ngày đầu tiên sư đã nói rồi, mình cần phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý buông bỏ hết những cái suy tư, những cái vọng niệm, những cái trách nhiệm ở ngoài đời. Mình chuẩn bị cho mình một cái nội tâm cho nó sạch bằng cách gì? Niệm buồn, buồn, buồn. Thì khi mà cái nội tâm của mình á, nó trở nên nó nhẹ nhàng rồi, thì khi đó mình sẽ thoải mái, mình quan sát cái tâm thân này. Khi đó mình đi thiền, mình ngồi thiền, mình quan sát cái thân, cái gì nó đang diễn ra. Chứ mình không cần phải có một cái bài thần chú nào, thì trong Phật giáo Nguyên Thủy thì không có cái đó. Có một số cái đề mục á, người ta dùng để làm nền thì tùy thôi. Có vị thì dùng đề mục tùy niệm Phật làm nền, có vị dùng tứ vô lượng tâm làm nền. Thì sư thì ở đây sư hướng dẫn quý vị
dùng cái xả, tức là cái sự buông bỏ để mình làm nền. Thì như vậy mình sẽ có cái nền tảng, cái tâm lý tốt hơn trong việc hành tứ niệm xứ. Thế thôi, chứ không cần phải tụng chú đâu ha. Khi mà cái định mình nó càng mạnh á, theo dõi hơi thở định mình càng mạnh thì cái hơi thở mình nó sẽ càng vi tế. Nó giống như cái tiếng chuông, đây là ví dụ của Ngài Xá Lợi Phất. Khi mà mình gõ cái tiếng chuông mới bắt đầu gõ bon, thì cái âm thanh ban đầu nghe rất là to, mình theo dõi rất là dễ. Nhưng mà càng về sau á, cái âm thanh nó càng ngày nó càng nhỏ thì mình phải càng lắng tai để mà mình nghe cái âm thanh đó. Cũng vậy, khi mà cái tâm của mình nó càng ngày nó càng nhẹ, càng ngày càng vi tế, thì mình càng phải định mình, cái định mình nó phải cố để nó mạnh hơn, để nó quan sát được cái hơi thở. Thế thôi, đó là cái đương nhiên ha. Bạch sư, cho con hỏi, lúc sáng sư dạy là lúc mà mình ngồi thiền đó, khi mà mình cần thay đổi tâm lý thì mình vẫn được thay đổi tâm lý. Ví dụ như mình muốn mình có thể đưa ra gãi, mình nhận biết là mình đang gãi, nhưng mà cho con hỏi là cứ mỗi lần như vậy mình làm hay là mình phải kiềm chế lại. Ví dụ như 10 lần thì mình chỉ được 1-2-3 lần. Mình quan sát cái tâm của mình. Có nhiều vị á, nói nó hơi kỳ, chứ nhiều vị hành thiền á, các vị đó nghỉ tắm luôn. 10 ngày, thậm chí 10 ngày vị đó nghỉ tắm luôn, khỏi tắm. Để biết sao, vị đó thấy phiền. Cái chuyện mà mình tắm á, bản thân nó phiền. Trong khi đó vị đó ngồi, vị đó quan sát, nó sướng muốn chết, an lạc, hạnh phúc. Thì mình cứ 10 lần gãi thì mình cứ quan sát 10 lần nha. Nhưng mà tới cái lần thứ 90 á, tự nhiên mình thấy nó phiền. Không có gì hết, mình cứ quan sát thôi nha, nha. Mình thấy nó phiền, sao mình cứ phải đưa ra mình gãi hoài vậy ta, nó phiền quá đi. Thôi nghỉ luôn. Cho nên là tự nhiên mình điều tiết lại thôi, nó một cách tự nhiên. Thành ra mình không việc gì mình phải lo. Nhưng mà sẵn thì nhắc luôn, mặc dù đúng là mình không có nên quá chú trọng cơ thể, nhưng mà mình cũng nên gìn giữ vệ sinh để mình bớt gãi. Sư cho con hỏi sư giảng quán thân thì có quán thọ, quán tâm, quán pháp nữa, nhưng mà bây giờ thí dụ mình quan sát cái hành động công việc hàng ngày mình là quán thân, rồi mình có một là quán thân không, hay là có đi đâu chung quán thọ rồi cái tâm mình lúc đó là quán tâm, hay là cùng một lúc, hay là đi từng cái rồi quán thân không? Với những vị thiền sinh cũ thì sư đã hướng dẫn qua tất cả thân thọ tâm pháp, thì đối với vị ấy rất là thoải mái. Tức là cái gì nó nổi trội nhất và cái gì nó thuận tiện nhất thì vị đó xài cái đó. Nó giống như mà mình làm bếp mình có, quý vị làm bếp quý vị sẽ thấy mình có đủ loại nồi hết trơn á. Nồi lớn có, nồi nhỏ có, nồi hai quai có, nồi một quai có, nồi gang có, nồi inox có, nồi nhôm có. Mỗi một loại nó có cái công dụng riêng. Rồi mình có
dao, ngay cả khi mình ăn cũng vậy, có nào là dao nè, nào là muỗng nè, nào là nĩa nè, nào là đũa nè. Thì khi mình có đầy đủ các cái món như vậy đó, thì đem cái đồ ăn nào lên, mình biết mình sẽ phải xài cái gì. Có những món mình xài đũa, mà có những món mình xài đũa nó chất quớt, quý vị biết không? Thí dụ như bò bistec, có ai ăn bò bistec mà mình xài đũa không? Nó chất quớt. Nhưng mà có những món mình xài nĩa, mình xài cái nĩa thì nó lại chất quớt. Thí dụ như ăn mì gói mà chơi cái nĩa đó nó chất quớt. Thì tứ niệm xứ cũng vậy. Nó cho mình bốn cái công cụ mà tùy vào mỗi một hoàn cảnh mình sẽ sử dụng một cái công cụ thuận lợi nhất, phù hợp nhất. Một là thuận tay, tức là mình phù hợp với cái đề mục đó thì mình xài nó thuận nhất, thì mình xài thường xuyên. Hai là thích hợp nhất. Cho nên là sư chủ trương là trong cái khóa thiền sư sẽ hướng dẫn quý vị tuần tự cả bốn niệm xứ, thì qua đó quý vị sẽ có được đầy đủ dụng cụ trong tay, dao cũng có, muỗng cũng có, nĩa cũng có, đũa cũng có, rồi thì mình tùy trường hợp mà mình xài thôi. Chứ còn tránh cái trường hợp mà mình có một món rồi đụng cái gì mình cũng lấy đúng cái thứ đó ra mình xài thì nó hơi kỳ. Dạ, thưa sư, chú còn hỏi trước đây thì con em có thói quen là con ngồi xuống, ví dụ như con có chuyện gì phiền não thì con ngồi xuống con em dùng cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm để cho cái tâm con nó định. Thì ví dụ như bây giờ mình thiền để mình quan sát hơi thở, nhưng mà nếu mình không quan sát hơi thở thì mình dùng cái câu niệm Phật đó có được không ạ? Khi mà mình khi mà mình vào quán cháo, cái bán người ta quán cháo, mình kêu người ta làm cho tôi ly chè để nó chất quớt, quý vị biết không? Thì khi mà sư hướng dẫn quý vị thực hành tứ niệm xứ, thì tại sao mình không dùng tứ niệm xứ để mình giải quyết? Ví dụ như mình có phiền não, thì một là quý vị theo dõi từng cái cử động của mình, thì mình không có để ý tới cái phiền não đó nữa, thì tự nhiên cái phiền não đó nó sẽ đi qua. Có bao giờ mà quý vị giận chồng giận con mà quý vị đi shopping chưa, đi mua sắm hoặc đi chơi? Tại sao vậy? Để không có thể, không có ngó cái mặt cái thằng chồng, hoặc là ngó cái mặt cái đứa con đó nữa, bực quá, nhìn mặt nó bực quá nên không có ngó nữa. Rồi xách cái giỏ đi shopping, đi mua sắm, đi chợ, đi đâu đó, khuất mắt là xong chuyện. Thì vậy đó, y chang vậy. Khi mà phiền não nó tới cái tâm của mình, nó không có quan sát nữa, mặc kệ nè. Mình tiếp tục mình quan sát từng cái cử động của mình. Một, nếu mình đang ngồi thiền, quan sát hơi thở. Nếu mình đứng dậy mình đi, quan sát từng cử động, nhất bước đạp, nhất bước đạp, đi tới đi lui, xoay tới xoay lui, mình cứ quan sát thì những cái phiền não tự nhiên là nó chán, nó bỏ đi, nó tự nó biến mất. Hoặc nếu như muốn quý vị hoàn toàn có thể áp dụng theo cái ngày đầu tiên, gọi là ngày đầu tiên đi học, sư hướng dẫn thế nào? Buồn, quý vị không
không ngờ được là nó diệu dụng kinh khủng lắm quý vị. Nói thiệt, cái chữ buông đó nó diệu dụng kinh khủng lắm. Tất cả các cái phiền não tới, mình chỉ bằng một cái chữ buông, nó nhẹ tinh, tự nhiên nó nhẹ tinh. Rồi sau đó làm cái gì? Mình tiếp tục theo dõi, quan sát, quán thân chánh thân cử động như thế nào, mình làm quan sát như thế đó, cứ thế thôi. Quý vị cứ thực hành theo sự hướng dẫn của sư thì quý vị sẽ thấy là nó lợi lạc hơn rất là nhiều. Còn mình trì chú thì xin thưa, do hồi xưa cái có thể là do cái điều kiện hoằng pháp, hoặc là do những cái nhu cầu cá nhân, hoặc là do nhiều vấn đề nọ vấn đề kia, thì cái chuyện hướng dẫn thực hành tứ niệm xứ nó không có đơn giản. Trong khi đó kêu quý vị A Di Đà Phật xong chuyện, thậm chí một vị tu sĩ hoặc bất kỳ một người nào đó kêu quý vị thôi A Di Đà Phật đi, xong chuyện. Không cần phải học hành giáo lý, không cần phải rèn luyện, không cần phải cái gì hết trơn á. Cứ đụng cái gì là cũng có như đó thôi, xong, đơn giản. Nó sẽ phù hợp cho một vài thời kỳ nhất định trong lịch sử. Ví dụ như thời kỳ chiến tranh, thời kỳ đói kém, người ta đâu có thời gian đâu người ta học đạo, đâu có thời gian đâu người ta đến chùa. Thì đó phục vụ cho cái nhu cầu ở thời điểm đó thôi. Còn bây giờ chúng ta đã có cơ hội chúng ta đầu tư, có cơ hội chúng ta học đạo, chúng ta được đến chùa nè, được học giáo lý nè, thì tại sao mình lại không áp dụng lời dạy của Đức Thế Tôn để mình nhổ tận gốc cái vấn đề. Thành ra ráng thực hành tứ niệm xứ. Thì bây giờ đã 3 giờ và đến giờ trình pháp cá nhân. Thì những vị, ví dụ như là cái bạn, cái vị Võ Duy Huy Duy Thoại Phạm Tấn Phong thì 41, 42, thì hai vị này chút nữa đến gặp sư, sư sẽ hướng dẫn riêng. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người quả trời cùng quả niết bàn. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo.